Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến có bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.326,7 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 105,15 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 63.100 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,490% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 78,76 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trong phiên hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, thị trường vàng và chứng khoán toàn cầu khởi sắc tích cực khi mà giới đầu tư và chuyên gia đã thay đổi dự báo về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chuyên gia cho rằng khi việc làm tháng 4 và tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 tại Mỹ đã suy yếu, có thể sẽ là yếu tố giúp Fed nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất sớm hơn vào tháng 9 tới đây thay vì giữ lãi suất lâu hơn như quan chức của Fed đã cho biết trước đó. Giới chuyên gia cho rằng tâm lý của thị trường được cải thiện hơn và kỳ vọng lãi suất đồng bạc xanh sẽ giảm đi đã tiếp sức cho các nhà đầu tư đẩy mạnh đầu tư cả chứng khoán và vàng. Thị trường chứng khoán châu Á và Mỹ đều khởi sắc tích cực. Cùng với đó, nhu cầu tích trữ của các ngân hàng trung ương vẫn tăng nên tiếp tục thúc đẩy giá vàng trong thời gian tới. Một số chuyên gia nhận định giá vàng thế giới có thể tăng tiếp lên đến mức 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng xác lập kỷ lục chưa từng có khi vượt ngưỡng 86,5 triệu đồng trên một lượng. Theo ghi nhận tại các phố vàng, nhiều người sẵn sàng chi tiền lớn ôm vàng giá cao, mua vàng nhẫn nhiều người khách phải chờ đợi cả tuần mới nhận được vàng. Ở một diễn biến khác, có doanh nghiệp không đồng ý cho chụp ảnh giao dịch với lý do là không truyền thông. Cụ thể, tiếp tục đi ngược với giá vàng thế giới, vàng miếng trong nước lập kỷ lục chưa từng có, đạt ngưỡng 86,5 triệu đồng trên một lượng. Trong bối cảnh này, thì phía nhà vàng đã có phản ứng bất ngờ, đó là từ chối cho chụp ảnh và không trả lời truyền thông. Thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã có ngày giao dịch biến động thất thường. Vàng miếng bật tăng mạnh tới 800.000 đồng trên một lượng mua vào, 650.000 đồng trên một lượng bán ra, đưa giá vàng SJC lần đầu tiên chạm ngưỡng 86,5 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán. Giá vàng tăng cao, không ít người đã tìm đến các cửa hàng vàng để thực hiện giao dịch mua bán. Theo ghi nhận tại phố vàng Trần Nhân Tông, Hà Nội, trong chiều hôm qua, giá vàng cao kỷ lục, một lượng lớn khách hàng liên tục đổ về cơ sở kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, dẫn đến tình trạng xếp hàng kéo dài ra tận vỉa hè. Khách hàng đến đây trung bình sẽ cần chờ đợi khoảng 30 phút để có thể vào giao dịch. Khi phóng viên thực hiện tác nghiệp, các nhân viên của Bảo Tín Minh Châu ra ngăn cản không cho phóng viên chụp ảnh. Đại diện truyền thông của nhà vàng này cũng từ chối với lý do Bảo Tín Minh Châu thời gian này không lên hình ảnh, không muốn tham gia tin bài. Trái ngược với tình trạng khách hàng đông đúc xếp hàng ra vỉa hè như ở Bảo Tín Minh Châu, nhiều cửa hàng vàng khác trên cùng con phố lại ghi nhận tình trạng vắng khách, thậm chí không có người đến giao dịch. Trái lại, nhiều người có tiền cũng không mua ngay được vàng nhẫn. Cụ thể, cách đó không xa ở cơ sở của tập đoàn Phú Quý chỉ ghi nhận lác đác người dân đến cửa hàng. Dù cho giá vàng tăng cao, vẫn có vị khách quyết chi số tiền lớn để ôm 7 cây vàng. Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, cơ sở Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, lượng người giao dịch trong ngày cũng không quá lớn, nhu cầu mua bán của người dân không có sự tăng giảm đột biến so với những ngày thường. Khách hàng đến đây hỏi mua nhiều về vàng nhẫn, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được. Theo giải thích của nhân viên cửa hàng, trái vàng nhẫn là tình trạng chung của nhiều nhà vàng hiện nay, khi mà khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn vàng nhẫn sẽ phải chờ đợi từ 5 đến 7 ngày để nhà vàng nhập hàng. Đối với việc mua lẻ sẽ phụ thuộc vào các giao dịch bán của người khác. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác sau khi điều chỉnh tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này thì tạm thời chưa có nhiều thay đổi, hiện tại chỉ có riêng hệ thống mi hồng là điều chỉnh tăng nhẹ. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ phản hàng thương mại mua vào mức 25.127 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.457 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hiện tại thì cũng không có thay đổi sau khi mà tăng 45 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 20 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra ở phiên giao dịch trước đó, mua vào mức 25.710 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.790 đồng trên 1 đô la Mỹ.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng. Mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.430.000, bán ra 8.580.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. Phú Quý SJC mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.435.000, bán ra 8.645.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.480.000, bán ra 8.620.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua, tăng 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.420.000, bán ra 8.620.000. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 8.430.000, bán ra 8.580.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.430.000, bán ra 8.652.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang dao động ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. STC Huế mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.430.000, bán ra 8.650.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Sau phiên điều chỉnh tăng khá mạnh trong phiên cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này thì tạm thời cũng chưa có thay đổi. Và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.335.000, bán ra 7.505.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.335.000, bán ra 7.515.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.325.000, bán ra 7.425.000. Vàng 24K, mua vào 7.151,5 nghìn, bán ra 7.351,5 nghìn. Vàng 18K, mua vào 5.334,3 nghìn, bán ra 5.584,3 nghìn. Vàng 14K, mua vào 4.094,2 nghìn, bán ra 4.344,2 nghìn. Vàng 10K, mua vào 2.861,5 nghìn, bán ra 3.111,5 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.383 nghìn, bán ra 7.543 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.405.000, bán ra 7.555.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.